Hello, anh ta xin chào tất cả mọi người nha. Đây, anh ta xin đã phát hiện ra con kiến trùng ở gốc cây sầu riêng này rồi. Này, ta xin zoom cho mọi người thấy nha. Đó. Đó, âm thanh vừa với mọi người nghe nè của cún nhây. Bởi vậy thật khá không? Đây. Ta di chuyển nè, di chuyển nha bác. Nhìn nhau nè. Thì giờ vào lướt qua và cái vòng đang phía sau nó này rồi. Và đó nó chạy lên rồi, chạy lên rồi. Rồi, chạy lên vậy nè. Rất là khó bắt nha mọi người. Lại còn lúc nữa. Bye bye, xin chào mọi người nha.